Con có bạn con đi quay chương trình game show cả bạn. Thì con mới hỏi là bạn này trông trắng hay trông BD? Trông trắng hay trông BD? Có BD thật không? Thì là bạn con bảo là không. Bạn hình như cũng yêu con gái à? Xong thì sau đấy con cũng không quan tâm lắm. Thì nói chung là đến lúc mà gặp thì con cũng kiểu con cũng không quan tâm lắm đâu. Tự nhiên bạn lên show hẹn hò thì lúc đấy con tự nhiên con nghĩ là chắc có khi là mình không nghĩ nữa mà đến đâu thì đến. Vâng, thì là mình sẽ tự cho mình một cơ hội. Con cũng có quen biết với ekip chương trình nên là con nhờ mọi người sắp xếp cho con đi lên trên đấy bất ngờ xuất hiện. Thế là bạn cũng khá là bất ngờ. Và khi gặp nhau trên một cái sân khấu, trên một cái chương trình như vậy thì lúc đó cái cảm xúc con sao? Đầu tiên là con bất ngờ, hoang mang, không hiểu sao lại có mặt ở đây. Nhưng mà vui không con? Có ạ. Vui hồi hộp đúng không? Thật ra lúc đấy con có nghĩ, con có một cái luồng suy nghĩ thoáng qua đầu là tại sao đến đây? Hay là vì mình? Ngay từ khi mà con nhìn thấy, con quay lại con nhìn thấy thì con thấy là phải lên thôi. Phải lên để tỏ tình thôi chứ không để cho bạn chọn ai khác. Lời đầu tiên con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Con xin tự giới thiệu, con là Mai Anh. Con bây giờ là 29 tuổi. Nghề nghiệp của con, nghề chính thì là làm mẹ. Còn nghề phụ thì là vợ của ca sĩ ạ. Đó. Dạ, đầu tiên thì cho phép Cheki cũng như là con xin được gửi tới cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận một lời chào và một lời kính chúc sức khỏe thân thương nhất ạ. Trước tiên thì Cheki là một ca sĩ, hiện tại bây giờ đang làm ca sĩ tự do ạ. Con cũng như vợ con là hiện tại bây giờ cũng 29 tuổi ạ. Mới 29 xuân rồi ạ. Vậy hả? Trời ơi, cô rất là muốn con tặng cho cô, chú Thuận cũng như là tất cả các bạn ở đây một cái bài hit của con đi. Bài Đừng Như Thói Quen. Ui, không biết luôn ạ. Trời, biết sao không? Dạ, chắc là con xin phép được hát một cỡ điệp khúc ạ. Đúng rồi, rồi, đúng rồi. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên những giấc xa xôi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là giấc mơ. Hay quá. Chú nhớ con thời á, chú đi game show đó, nó có một câu á: dành tất cả thanh xuân để chơi game show. đây là một bản hit mà đã đạt được triệu, hình triệu như là á, cả trăm triệu view. Dạ. Đúng không? Trên YouTube. Dạ. Đây là một ca khúc rất là thành công. Bây giờ chúng ta quay trở lại thời gian đi. Đúng rồi. Quay trở ngược lại thời gian. Thời gian. Không biết rằng là các bạn gặp nhau trong một cái trường hợp nào và lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau? Cái lần đầu tiên gặp nhau của bọn con thì nó cũng hơi buồn cười một xíu. Lần đầu tiên con cũng chia sẻ này với mọi người, chưa kể cái này bao giờ. Cái hồi đấy là bọn con chơi chung một hội bạn nhưng mà là hai nhóm riêng, hai tốp riêng. Thì là cái tốp này đi chơi trước thì là mọi người mới bảo là con cũng lâu quá con chưa có người yêu, mà Ki cũng lâu quá rồi cũng chưa có người yêu, thế là hai đứa thì đều cô đơn. Thế là bạn con mới bảo là hai đứa này có tính cách khá giống nhau thì hay là thích xem thời sự, hay là giới thiệu chúng nó cho nhau để chúng nó xem thời sự với nhau. Thế là bạn con mới bảo là bây giờ sắp xếp một cuộc gặp cho hai đứa nó gặp nhau. Chồng con vừa nhìn thấy con không biết có chiến thuật gì không, đi vào chặt gà. Con bị đưa vào thế. Đi vào chặt gà xong rồi thì là sau hôm đấy thì gọi là có ấn tượng một chút với cả người kia. Nhưng mà trước đó là con đã nghe bài của bạn chưa? Con đã biết bạn... Tức là con cũng có biết bạn là ca sĩ chứ con không có ấn tượng gì lắm. Con có bạn con đi quay chương trình game show với cả bạn. Thì con mới hỏi là bạn này trông trắng hay trông BD? Trông trắng hay trông BD? Có BD thật không? Thì là bạn con bảo là không. Bạn hình như cũng yêu con gái mà. Xong thì sau đấy con cũng không quan tâm lắm. Thì nói chung là đến lúc mà gặp thì con cũng kiểu con cũng không quan tâm lắm đâu. Thế còn Jay thì sao nào? Lúc đầu khi mà con gặp mà bạn này thì bạn ngồi trong góc, bạn không nói gì hết, bạn cứ nhìn.
Xong đến cái khi mà bọn con ngồi nói chuyện, sau khi mà chặt gà xong ngồi xuống nói chuyện ăn uống với nhau, có uống vài chén thì lúc đấy bắt đầu bạn nói chuyện. Nhưng mà mỗi cái câu chuyện của bạn nói thì tất cả mọi người đấy đều không ai hiểu cả. Bởi vì là bạn nói rất là chậm. Đến cái khi mà bạn nói xong thì ở đấy mỗi mình con hiểu thôi. Vậy cho nên là xong rồi tất cả mọi người bảo là chắc hai đứa này nó sinh ra dành cho nhau. Sau hôm đấy bọn con cũng bình thường thôi à. Bọn con cũng có đi chơi chung với một hội bạn rất nhiều ngày nữa. Vài tháng thì là có sinh nhật con. Đến sinh nhật con thì là con mới được bạn thân của bạn này nói chuyện, chạy qua nói chuyện con là chị ơi, nói chung là anh Ki thì kiểu cũng hay buồn lắm, ở nhà kiểu hay thơ thẩn, ngày ngủ đêm thức ấy ạ, để kiểu sáng tác hay làm gì thì con cũng không biết, mà ý là thời gian rất là lẫn lộn, mà ăn uống thì lung tung. Xót thương cho cái hoàn cảnh của cô Ki. Kiểu ý là thấy là bạn này kiểu bị cô đơn quá ấy. Thế là nhờ con là kiểu nói chuyện, giao tiếp với Ki nhiều hơn để nhỡ chẳng may mà có hợp nhau. Thì là sau hôm đấy thì con biết thế thôi. Và sau đấy thì bọn con có một chuyến đi Đà Lạt. Mọi người mới chơi cái trò nói thật, thì mới hỏi Ki là Ki có thích Mai không? Là Ki bảo Ki có. Tức là đúng lúc say thì hỏi. Nhưng mà say là người ta nói thật nha. Những người khi say là thường nói thật. Rồi đến khi nào thì mới có những cái buổi hẹn hò thân mật với nhau? Sau một vài lần khi mà bạn thấy thương cho cái tình trạng của con quá thì bạn bắt đầu nấu cơm gửi sang, bởi vì là bạn thấy là suốt ngày đi ăn ở dưới ấy, mua đồ ăn sẵn về ăn. Sau một thời gian thì bọn con hẹn nhau đi xem phim. Lúc đấy thì xong bắt đầu con cũng có ngỏ lời là cho mình tìm hiểu bạn. Thế rồi có bạn có nhận lời liền không? Không. Thế á? Thế con bị mất bao nhiêu lần thì bạn mới đồng ý? Một lần đấy thì rất là lâu luôn đấy. Cũng phải vài tháng đấy ạ. Hình như là tầm khoảng 5 tháng hay sao ạ? 5-6 tháng rồi. Trời ơi, dài à nha. Xong rồi đến lúc đấy là con có được mời đi một cái game show về tình cảm. Hẹn hò. Con thấy im lâu quá rồi, thế là con đi thôi. Thì sau thì tự nhiên bài xuất hiện. Bọn con cũng có hẹn nhau rất là nhiều lần, nhưng mà trước khi mà quen bạn ấy là con giống như là bị mất niềm tin tình yêu ấy ạ. 3 năm trời con không quen ai cả. Ngày xưa con có suy nghĩ là sẽ không lấy chồng luôn. Không lấy chồng, chỉ nhận con nuôi. Mà tại sao con lại thay đổi cái suy nghĩ của mình? Có phải là do là con bị bạn này chinh phục không? Dạ không ạ, thì tức là con suy nghĩ khá là nhiều. Tự nhiên bạn lên show hẹn hò thì lúc đấy thì con tự nhiên con nghĩ là chắc có khi là mình không nghĩ nữa mà đến đâu thì đến. Vâng, thì là mình sẽ tự cho mình một cơ hội. Con cũng có quen biết với ekip chương trình nên là con nhờ mọi người sắp xếp cho con đi lên trên đấy bất ngờ xuất hiện. Thế là bạn cũng khá là bất ngờ. Và khi gặp nhau trên một cái sân khấu, trên một cái chương trình như vậy, thì lúc đó cái cảm xúc con là sao? Đầu tiên là con bất ngờ, hoang mang, không hiểu sao lại có mặt ở đây. Nhưng mà vui không con? Có ạ. Vui hồi hộp đúng thật không? Thật ra lúc đấy con có một cái luồng suy nghĩ thoáng qua đầu là tại sao đến đây? Hay là vì mình? Ngay từ khi mà con quay lại thì con thấy là phải lên để tỏ tình thôi, chứ không để cho bạn chọn ai khác. Và khi tỏ tình trước tất cả mọi người thì lúc đó làm sao? Thật ra là lúc đấy con cũng là một người kiểu cũng đứng trên sân khấu nhiều rồi. Nên là con biết cách để kiểm soát cái cảm xúc của mình nhiều hơn. Đấy là cái khi mà con lên trên đấy nói bạn thì xung quanh đấy không có ai hết, chỉ có mình con và bạn thôi. Khi mà con đã xác định là con sẽ tham gia cái chương trình đấy thì là con sẽ chuẩn bị tâm lý cho mình trước là mình sẽ nói gì, mình sẽ như thế nào, xong rồi lên đến nơi thì con cũng quên. Nói chung con cũng hơi xúc động ấy ạ. Nhưng mà sau đó là có trao nhau một nụ hôn không? Lúc mà cắt máy rồi thì lúc sau bọn con mới ôm nhau ở trong cánh gà. Sau cũng có thơm lên trán bạn. Thơm lên trán thôi. Nhưng mà cái nụ hôn đầu tiên của tụi con là ở đâu? Nụ hôn chính thức của hai người yêu nhau á. Còn nhớ nhất cái cảm xúc cái lúc mà hai đứa chạm môi nhau ở trong rạp chiếu phim. Cái lúc đấy là kiểu cảm giác kiểu hai đứa đang kiểu mân mê để được chạm vào tay nhau một tí thôi á. Xong rồi tự nhiên quay sang cái thì bạn ấy cũng quay sang, thế sau đấy con hôn luôn, mạnh dạn luôn. Nhưng mà lúc đấy là chưa chính thức quen nhau ạ. Lúc đấy là bạn vẫn thích con thôi ạ. Nhưng mà gia đình hai bên có ủng hộ không? Dạ gia đình hai bên thì trộm vía cả hai đứa cùng ế ạ. Cho nên gia đình con sốt ruột lắm ạ. Đẩy thuyền, đẩy ngay và liền luôn đúng không con? Rồi sau đó là bao lâu mới cưới?
Sau đó thì cũng khoảng vài tháng ạ, thì là bọn con cưới nhau. Là bây giờ đã có một em bé rồi? Vâng ạ. À. Bọn con có một em bé rồi. Mới đây thôi à? Còn chưa được tổ chức đám cưới nữa. Vâng ạ. Nhưng mà đã đăng ký kết hôn rồi. Vâng ạ. Đúng không? Vâng, lúc đấy là do dịch cho nên bọn con chưa tổ chức được. Bạn này còn trẻ quá, quen nhau nói chung cũng mới thôi chứ cũng không lâu. Nhưng mà không biết là về ở với nhau rồi thì có nhiều tật xấu nó lòi ra không con? Nhiều chứ ạ. Nhiều. Đứa nào kể trước đây? Nhất là con. Con không cần tự thú trước bình minh, tự động sẽ có người khui ra. Kể đi Mai. Bữa nay cho fan có khi biết luôn. Nói chung là chồng con thì trước khi mà quen nhau thì là con gọi một cái là Kỳ sẽ lên đường luôn. Đi ra ngoài búc xe ngay lập tức. Còn bây giờ thì con mà bạn đi ra ngoài thì chồng con sẽ phải chuẩn bị quần áo này, giày dép này, phụ kiện, mũ trang các kiểu. Nói chung là rất là lâu, khoảng tầm nửa tiếng, còn lâu hơn ở con nữa. Nhưng mà lúc nào cũng nói với con một câu là em cứ vào chuẩn bị đi, anh xong rồi. Đấy, nhưng mà xong rồi con vẫn phải chờ 30 phút nữa. À. Tức là chồng con thì sợ là đi ra ngoài là phải giữ hình ảnh. Cho đúng nên rồi, là chồng con rồi. Luôn luôn là hơi kỹ lưỡng, Thôi cái đó cho phép, Nhưng mà ý con là lúc mà con bảo chuẩn bị đi, không chuẩn bị mà con chuẩn bị xong rồi thì mới bắt đầu ấy ạ. À, thì đó là đề đó. Nhưng mà đi ra ngoài thì chỉnh chu, nhưng mà ở trong nhà thì sao? Ở trong nhà thì lôi thôi như nhau ạ. Lôi thôi như nhau ạ. Cả hai đứa con đều lôi thôi ạ. Không, cũng phải chấp nhận thôi. Tại vì để xả mà. Không phải ca sĩ mà xả đó con. Chứ bây giờ đóng thùng đóng hộp nhiều quá mệt lắm. Thế ra rồi. Ở nhà là vâng, sướng nhất. Ở nhà là cứ xả ra. Vâng, hôm nay nhìn con như này thôi chứ ở nhà con đồ bù tóc rối lắm. Con cũng chỉ có thời gian dành cho con là hết ngày rồi. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Có hay cáu không? Có ạ, nói chung là thỉnh thoảng sẽ bị kiểu hơi khó tính ấy ạ. Hơi cáu gắt ấy ạ. Mà cáu gắt với ai? Cáu gắt là vì bọn con là sinh con xong rồi không có nhiều thời gian dành cho bản thân này, không có nhiều thời gian dành cho nhau, cho nên là bị hơi stress, hơi kiểu khó chịu với người kia một tí thì sau nói chung là bọn con sẽ giải quyết cái vấn đề đấy ngay lập tức. Sẽ nói chuyện với nhau là tại sao lại như vậy. Nó hay cáu hơn so với cái lúc mà đang chưa có quen con. Nhau. Hạnh thế con ơi. Vâng. Stress lắm, nuôi một đứa con không đơn giản. Vâng, đúng rồi ạ. Rồi bây giờ có mong muốn Ki thay đổi điều gì không Mai? Dạ, thật ra là không ạ. Tại vì là bọn con chấp nhận tất cả những cái điều đấy. Cho nên là con với Ki thì không mong muốn là người kia phải thay đổi gì cả. Con chỉ muốn là ý là cái đấy nó bớt đi một chút thôi ạ. Không biết anh Ki này anh có lãng mạn không ta? Chồng con thì không phải là một người kiểu quá lãng mạn, nhưng mà chồng con sẽ không lãng mạn bằng hành động, nhưng chồng con sẽ lãng mạn bằng lời nói. Đến một cái ngày kỷ niệm hoặc là một cái ngày lễ gì đấy mà chồng con mà không mua quà hay là không biết con thích gì thì chồng con sẽ nói chuyện với con hoặc là nói những cái lời yêu thương. Cũng ổn ạ. Nói chung là tùy người, có người thì nói, có người thì hành động. Vâng. Nhưng mà thực ra khi mà đã là vợ chồng rồi á, vâng. Thì nói mình thấy vẫn thích. Tại con cảm thấy là đôi khi trong một mối quan hệ hôn nhân thì cái quan trọng nhất đấy là cái sự kết nối với nhau. Và đấy. Nhất là cái khi mà nói chuyện được với nhau thì đấy là cái điều hạnh phúc nhất. Đấy, đúng rồi. Đôi khi nói chuyện theo kiểu đúng nghĩa là bạn bè chí cốt nữa thì lại càng sướng nữa. Rồi bây giờ tới khi đó. Cô ấy như thế nào? Nói chung là sau cái quãng thời gian sinh xong thì vợ con bắt đầu cũng hơi càu nhàu. Thi thoảng hay càu nhàu chuyện linh tinh ấy, kiểu là bị khó chịu trong người ấy. Lúc đấy đầu cũng đang bị bốc hỏa cho nên là suy nghĩ sẽ không được thoáng. Không được thoải mái nên là cũng rất dễ cáu. Nhưng mà mỗi lần càu nhàu như vậy có khiến con cảm thấy khó chịu không? Tất nhiên là lúc đấy con sẽ khó chịu rồi. Và con phản ứng là như thế nào? Thường thì là con sẽ nói ngay lập tức luôn lúc đấy à. Bởi vì bọn con không có cái khái niệm là sẽ mỗi đứa là đi vào một góc. Mà là từ trước giờ có vấn đề gì là sẽ nói ngay lập tức lúc đấy. Để giải quyết ngay lúc đấy. Thì nó sẽ không có những vấn đề tồn đọng. Thì mối quan hệ nó sẽ luôn luôn thoải mái. Ok, quá hay. Con có mong muốn vợ con thay đổi điều gì không? Chắc là cái điều mà con mong muốn nhất là bớt càu nhàu đi thôi. Nhưng mà cái đấy phải cần thời gian. Tại là bây giờ cũng đang... Nhưng trong mà tự dưng càu nhàu à? Nó phải có vâng, lửa mới có khói chứ. Vâng. Nói chung là nhiều lúc con tự cảm thấy ngứa mắt thì con cũng càu nhàu. Con không nói sai đâu. Ví dụ như là để không đúng chỗ cái này cái kia thì con cũng kiểu cảm thấy khó chịu ấy, tự nhiên con cảm thấy trong người khó chịu thì con càu nhàu thôi. Nói thì phải nói. Vâng. Xong rồi nhưng mà chẳng may mà cái lúc đấy mà chồng con mà cũng khó chịu là chồng con với con là cãi nhau luôn.
À, cô nói con nghe, thường phụ nữ á, lúc mà sau sinh á, là khoảng 5-6 tháng hay là 1 năm đổ lại là cơ thể chưa có lấy lại được vóc dáng. Cho nên nhiều khi mới hay có cái chuyện cầu nhàu hay là hay có những cái chuyện mà khó chịu hoặc là tủi thân khóc lóc. Chứ còn con là dáng của con á, là chuẩn của một người chưa bao giờ sinh luôn. Nhưng mà đôi khi vẫn bị stress xong rồi tự buồn, nhìn gương tự buồn bởi vì là bị gầy quá. Nói chung con cũng bị stress là vì con bị tụt cân ấy ạ. À. Vâng. Tức là khi mà lên bàn đẻ là con 49 cân. Mà cái thời gian vừa rồi không có ai giúp đỡ thì con còn 40 cân. Trời ơi. Vâng. À. Xong rồi bây giờ thì con lên lại được khoảng tầm 42, 43 cân. Rồi cố gắng lấy lại. Lấy lại phong độ khoảng 45, 46. Đúng rồi, chị là đẹp 45 nhất. Thôi, 45 thôi con. Tức là nếu như mà gầy quá thì con cảm giác là con bị yếu ấy ạ. Ừ. Con không có sức để làm gì cả. Đúng rồi. Nhiều lúc con đứng ở trước gương mà con kiểu hơi sợ. Bởi vì là con nhìn thấy hai chân con bé quá. Con không dám soi gương luôn. Xong rồi cứ ai mà nói đến chuyện là kiểu con không chịu ăn hay là con kiểu giảm cân thế này thế kia là con bị tủi thân ấy. Con khóc luôn. À. Vâng. Con đừng có suy nghĩ về cái việc mà con bị ốm nữa, con bị gầy nữa. Cảm ơn hai vợ chồng Khi và Mai Anh đã đến với chương trình nha. Dạ vâng ạ.